Casa Marina Resort ở Quy Nhơn, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, nằm trên đường đi Phú Yên từ Quy Nhơn. Đây là resort tôi cho rằng khá là phù hợp với những gia đình hoặc là những cặp đôi bạn trẻ muốn đi nghỉ dài ngày. Và đi nghỉ thực sự là đi nghỉ. Ý tôi là dành cho những người mà muốn được hòa mình với thiên nhiên, mong muốn được đến một nơi để được hít thở khí trời, hít thở không khí trong lành của biển khơi với núi rừng, thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời. Thời gian lý tưởng để đi du lịch đến Casa Marina hay đến Quy Nhơn nói chung là vào dịp Tết âm lịch hoặc là vào mùa hè. Thời gian đó là thời gian biển đẹp nhất, biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đẹp lung linh. View phòng đã vô cùng đẹp như thế này nhé. Phòng rộng rãi, thoải mái, rất đẹp. Và mình ấn tượng nhất đấy là nhà vệ sinh ý. Mình thích nhà vệ sinh lắm. Rất là rộng rãi luôn. Có một nhà tắm nhé. Tắm đứng ở bên trong này nhá. Xong nhà vệ sinh này. Xong rồi còn có tắm ở bên ngoài trời nữa. Ngoài trời có máy tấm kính nhỉ. Rất là rộng. Đó, được tắm tiên luôn. Rất là thích. Thiết kế cũng khá là đẹp luôn. Mình rất là thích cái giải đá ở dưới. Nhìn nó rất là bắt mắt á. Rất là thiên nhiên á. Đó, khi nào mà lạnh thì có thể vào trong nhà tắm ở bên trong tắm. Đây là loại phòng Ocean Bungalow, loại phòng cao cấp nhất của resort. Đúng là bây giờ là mình sẽ đi ra hướng bể bơi của resort Casa Marina ở Quy Nhơn. Các bạn xem này, khuôn viên của resort rất là xanh, tạo ra một cảm giác thật là yên bình. Ở mọi ngóc ngách đều có thể selfie, chụp những tấm hình rất là xinh. Cung đường đi, rồi đến cỏ, cây đều rất đẹp. Và đặc biệt ở ngoài bể bơi thì các bạn mà chụp lên ấy thì sẽ rất là sang chảnh đấy. Trông rất là thoải mái. Ngay ở bể bơi chính là đường đi ra biển. Nghỉ ở resort thì tất nhiên sẽ có tiết mục đi dạo biển rồi. Dạo biển của resort cũng rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh ôm trọn trong resort. Mình ở căn Ocean Bungalow kia. Đó, bạn thấy có cầu thang đi xuống ra biển đó. Ở bên góc trái ấy, thì mình có đường ra biển riêng ở tại phòng luôn. Còn các loại phòng khác thì sẽ đi qua bể bơi để đi ra biển. Và bây giờ là đường đi lên nhà hàng nhé. Mọi phòng đều có thể gọi xe điện để được chở lên nhà hàng. Nhưng vì đường đi lên nhà hàng nó quá đẹp như thế này nên mình thường là chọn cách đi bộ. Mình rất là thích cái cảm giác đi bộ ở dưới con đường mà dập bóng cây như thế này. Bóng cây mát, xanh tươi, đẹp như trong cảnh Hàn Quốc luôn. Đi rất là khoan khoái các bạn. Đây là con đường đi lên dốc luôn á. Hay lắm, khi đi lên mệt lắm nhưng rất là khỏe và vui. Ở đây chụp hình cũng rất là đẹp nhé. Chúng ta đi lên đến nhà hàng rồi này. Nhà hàng phục vụ tất cả bữa ăn trong ngày, sáng, trưa và tối. Bữa sáng thì thường phục vụ là buffet như thế này. Chỉ có hôm nào là ít khách quá thì nhà hàng mới phục vụ gọi món thôi. View nhà hàng các bạn thấy là biển khắp nơi. View biển bên phải, phía trước, rồi bên trái thì là view núi. Chọn các món mình thích. Sau đó thì mình sẽ đi ra một không gian mở ở bên phía ngoài nhà hàng như thế này để ăn.
không gian ở đây rất là thích. Wow, chỗ này mà để tự sướng thì rất là đẹp đúng không? Và đây thì là view vào trong nhà hàng này, hướng view vào nhà hàng. Ở đây buổi tối rất là sang chảnh nhá, khi các bạn gọi mấy ly vang, ăn tối sẽ long lanh đấy. Resort còn phục vụ ăn tại phòng luôn nhá. Vào những hôm mà trời mưa hay là nắng quá thì mình hay gọi nhà hàng mang đến tận phòng như thế này. Nghỉ ở Casa Marina mang lại cho mình một cảm giác giống như là đang ở nhà, bởi đội ngũ nhân viên của resort rất là hữu ích, thân thiện, nhiệt tình. Và sống trong một cái căn bungalow view biển như thế này làm cho mình cái cảm giác cứ như ở đây căn villa riêng của mình vậy ấy. Rất là riêng tư, rất thoải mái. Mình còn tự đi lấy chổi để quét là hiên, làm như là người địa phương đây này. Còn lại thì sẽ là các góc selfie ở resort nhé. Thêm một nơi không khí luôn trong lành, thêm ngồi với những quán thân quen.